Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 21 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Nền tảng hợp đồng điện tử và các giải pháp nâng cao chỉ số doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử. Tại hội nghị, các đại biểu đã được chuyên gia của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương giới thiệu về hành lang pháp lý ký kết hợp đồng điện tử, thực tiễn triển khai trong và ngoài nước. Đại diện Trung tâm Chữ ký số và Hợp đồng điện tử của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT giới thiệu tổng quan các giải pháp chuyển đổi số, phục vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số doanh nghiệp và các giải pháp đẩy mạnh hợp đồng điện tử và dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp. Theo đó, các diễn giả đã thông tin, giới thiệu những ưu việt mà hợp đồng điện tử mang lại như tiết kiệm chi phí, thời gian, thực hiện nhanh chóng và tiện lợi, linh hoạt, minh bạch, lưu trữ an toàn, bảo mật và tìm kiếm dễ dàng, thúc đẩy phát triển giao thương trong nước và quốc tế, giải quyết các rào cản về địa lý, dịch bệnh, thời tiết. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận, đặt câu hỏi tương tác với các diễn giả nhằm giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về hợp đồng điện tử, trao đổi các thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, từ đó xây dựng các giải pháp, lộ trình sử dụng cho phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả. Chiều qua ngày 20 tháng 3, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 huyện Thọ Xuân đã tổ chức tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 01-02 về nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, dư nợ tổ theo thỏa thuận liên ngành số 01 qua kênh hội nông dân đạt trên 819 tỷ đồng. Dư nợ tổ theo thỏa thuận liên ngành số 02 qua kênh hội phụ nữ đạt trên 551 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng luôn đảm bảo. Thông qua thực hiện chương trình phối hợp thỏa thuận liên ngành, các cơ sở hội đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng đến cán bộ hội viên và các hoạt động hỗ trợ nông dân làm ăn có hiệu quả. Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, thường xuyên kiểm tra và nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh, phối hợp chặt chẽ xử lý tốt nợ quá hạn và các tiêu cực trong tổ. Các cấp hội tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, phối hợp điều tra nắm bắt nhu cầu vay vốn của nhân dân, làm tốt việc hướng dẫn, giám sát hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có sách báo đọc miễn phí ngay tại trường học, ngày 20 tháng 3, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Hóa tổ chức ngày hội đọc sách tại trường tiểu học xã Hoàng Phong. Thông qua ngày hội đọc sách, Thư viện tỉnh đã giới thiệu tới các học sinh của trường trên 3.000 bản sách với nội dung đa dạng phong phú dành cho lứa tuổi thiếu nhi như các loại sách khoa học bồi dưỡng trí tuệ, chuyện kể danh nhân thế giới, gương học sinh chăm ngoan hiếu thảo, truyện tranh, truyện cổ tích bằng hình thức xe sách báo lưu động. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của học sinh nhà trường. Những cuốn sách mà chương trình mang đến giúp kích thích niềm đam mê tìm hiểu tri thức, học tập, noi gương bạn tốt. Thông qua chương trình cũng giúp các em có niềm đam mê với sách và xây dựng văn hóa đọc ngay từ khi còn ở bậc tiểu học. Dịp này, Thư viện tỉnh Thanh Hóa cũng trao tặng nhà trường 200 cuốn sách với đủ các loại phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đang đồng thời triển khai thi công 3 công trình chống sạt lở bãi sông Mã và sông Bưởi với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Cả 3 công trình này đều được khởi công từ tháng 10 năm 2023. Thời gian thi công 12 tháng. Do yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai, huyện Vĩnh Lộc đã yêu cầu các nhà thầu hoàn thành và đưa các công trình này vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Xác định tầm quan trọng của các công trình kè chống sạt lở bờ sông và để đảm bảo quá trình triển khai các công trình thông suốt, huyện Vĩnh Lộc đã tích cực giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công. Theo kế hoạch của huyện Vĩnh Lộc, các công trình chống sạt lở bờ sông phải đặt cao trình vượt lũ trước thời điểm lũ tiểu mãn thường xảy ra vào trung tuần tháng 5 và phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm nay. Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình. Trong quá trình triển khai dự án, công tác đôn đốc giám sát đã được đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vĩnh Lộc thực hiện nghiêm túc. Ban Quản lý Dự án thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực máy móc để triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Và các nhà thầu đã bố trí đầy đủ máy móc nhân công và tập trung đẩy nhanh tiến độ và cố gắng là sẽ vượt qua cái mực nước lũ của cái trước mùa mưa bão năm 2024 và hoàn thiện trong năm 2024 để bàn giao đưa vào sử dụng. Thì với nội dung này thì nhà thầu cũng ý thức được cái nội dung về cái tầm quan trọng và cái tiến độ như thế, cho nên là thầu đã tập trung, các nhà thầu tập trung cái máy móc, thiết bị, nhân lực và vật tư vật liệu
để triển khai thực hiện. Thì đến nay cơ bản tiến độ là đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ và theo tiến độ hợp đồng. Song song với việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện Vĩnh Lộc đã tích cực bố trí nguồn vốn ưu tiên cho các dự án kè chống sạt lở bờ sông, đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân. Theo đó, việc nghiệm thu công trình được thực hiện theo nhiều đợt để kịp thời giải ngân, tạo điều kiện về nguồn vốn để các nhà thầu triển khai thi công. Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 65%. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có trên 25% người dân nông thôn trong tỉnh sử dụng nước sạch. Thực tế, thời gian qua, khá nhiều công trình cấp nước sạch cho khu vực nông thôn được đầu tư, nhưng việc phát triển người dùng nước sạch khá khó khăn. Hiện nay, Thanh Hóa có 41 công trình cấp nước tập trung cho 196 xã trên địa bàn tỉnh. Công suất của các nhà máy nước sạch hiện tại đủ cung cấp cho khoảng 50% người dân khu vực nông thôn. Song hiện nay mới có khoảng 25% người dân nông thôn trong tỉnh sử dụng nước sạch. Tình trạng này được cho là do mức chi phí. Hầu hết các công trình cấp nước sạch nông thôn hiện nay do doanh nghiệp. Tùy thuộc vào khoảng cách và mức độ tập trung dân cư mà để sử dụng nước sạch, mỗi hộ dân phải đóng góp từ 3 đến 5 triệu đồng đấu nối ban đầu. Nguyên nhân tỷ lệ người dân dùng nước sạch ít thì trong đấy có những nguyên nhân chính mà trong quá trình làm chúng tôi được biết là cái nhận thức của người dân đang còn hạn chế về lợi ích của nước sạch và người dân vẫn chưa hiểu rằng là dùng nước sạch là xã hội hóa và nhân dân cùng chúng tôi cùng làm. Việc cung cấp nước sạch không những nâng cao chất lượng đời sống mà còn góp phần cùng các địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Do vậy, để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tập trung, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa của nước sạch đối với sức khỏe và đời sống. Song cũng rất cần các giải pháp để mức đóng góp ban đầu của người dân hợp lý hơn mà vẫn đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch. Hưởng ứng năm an toàn giao thông năm 2024 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn và tháng thanh niên, các tổ chức đoàn trong tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh có diễn biến phức tạp. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trung bình mỗi năm có hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Chỉ tính trong năm 2023, có đến gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ dưới 18 tuổi, chiếm 8,96 số vụ tai nạn giao thông toàn quốc. Trước tình hình trên, các cấp bộ đoàn tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông và ngành giáo dục, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các phong trào, hoạt động như tọa đàm, diễn đàn, hội thi tìm hiểu về an toàn giao thông, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ, xây dựng 120 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 559 đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 559 xã, phường, thị trấn. Trong cái công tác sinh hoạt chuyên đề thì chúng tôi yêu cầu các cơ sở gắn cái sinh hoạt chuyên đề với chủ đề chủ điểm và lồng ghép cái tuyên truyền trật tự an toàn giao thông vào trong các cái hội nghị sinh hoạt diễn đàn để nâng cao được cái nhận thức cho đoàn viên thanh niên cũng như là học sinh sinh viên. Hoạt động đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông của trường cũng đã được duy trì xuyên suốt nhiều năm gần đây và cổng trường của nhà trường luôn thông thoáng, không xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra thì đoàn trường cũng thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền cho học sinh, đoàn viên thanh niên trong toàn trường đảm bảo nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Những hoạt động thiết thực của các cấp bộ đoàn trong tỉnh đang góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và học sinh. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Bản tin thời sự 16 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.